năm bảy ạ. Cellulose từ nitrate là chất dễ cháy nổ, dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ cellulose và nitric acid. Tính thể tích nitric acid 99,67%, có khối lượng riêng là 1,52 gram trên ml để sản xuất 59,4 kg cellulose trinitrate. Thực ra thì thầy dạy các em thì với là những cái câu như này đúng không? Với những câu như này thì bình thường hay là không quan tâm đến đơn vị, bởi vì cái đáp án chúng ta nhìn thấy A, B, C, D thì cái số của cái đơn vị nó khác nhau, nó đều chung là đơn vị lít đúng không? Thì mình không quan tâm đến đơn vị nữa. Và ta sẽ có rằng là đề bài yêu cầu tính thể tích HNO3, ta sẽ có là 3 thằng HNO3. Thì nó sẽ đẻ ra được là thằng cellulose trinitrate, cellulose trinitrate. Mình biết, mình nhớ cái này là phân tử khối là 297 rồi. Hiệu suất đề bài cho chúng ta là 90%, thì chỗ này nó không phải 9 đúng không? Ta sẽ có số mol của nó là 59,4 mà chia cho 297. 59,4 chia 297 bằng 0,2. 0,2. Đó, phải suy ngược lại được HNO3 là 0,2 nhân 3 bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia chia 0,9. Đây là số mol HNO3. Được không ạ? Sau khi ra số mol HNO3 rồi mình sẽ nhân với 63. Đó ra được khối lượng HNO3 nguyên chất. Đúng chưa? Sau khi nhân với 63 ra là HNO3 nguyên chất rồi thì mới chia cho 0,9967 là mình sẽ ra được gì ạ? Mình sẽ ra được V của dung dịch, mình sẽ ra được khối lượng của dung dịch nitric acid 99,67%. Sau đó mình lại chia tiếp cho 1,52 là mình sẽ ra được V, đúng không ạ? 0,6 chia 0,9 nhân 63. Nhân 63 chia 0,9967 chia 1,52 bằng 27,72 lít. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Các bạn cố gắng làm sao mà bấm máy tính liên tục như thế này hướng dẫn nhá.